Hắc ám Tây Du hồi thứ 127 Cố sự ngự thổ giới Giới chủ của ngự thổ giới Cơ hội đã vận dụng toàn bộ thần quốc trì lực Đều không thể biết được chân giới thiên bi Tại sao lại xuất hiện biến hóa quái dị như vậy Chẳng lẽ là bởi vì bia đá kia Là do bản thân cướp đoạt được Cho nên hiện tại bắt đầu phản phệ rồi sao Không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản Từ trên hoàng thổ thiên bi Đối với năng lượng khát vọng Ngự thổ giới giới chủ chỉ có thể không ngừng Vì nó mà cung cấp thêm nguồn năng lượng khổng lồ Thế nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Mặc dù trong lòng vị giới chủ này cũng rất rõ ràng. Thế nhưng cũng chỉ có thể phí công tiếp tục cung cấp lực lượng cho nó. Rốt cục vào đêm một ngày nọ, trần giới thiên bi từ trong gian phòng của ngự thổ giới giới chủ bỗng nhiên lấy hoàng vu cát huyễn hóa ra một cái miệng rộng vô cùng. Miệng rộng ấy hoàn toàn là từ hoàng cát tạo ra. Vừa mới thành hình liền trực tiếp đem toàn bộ nhân mạng của nửa cái thành thị nuốt chừng lấy lúc này ngự thổ giới giới chủ biết rằng chuyện đó đã không phải là một mình hắn có thể khống chế được thế là vội vàng phái người đi qua sáng thế thần quốc tìm hỗn độn cự nhân tộc đến chợ giúp ngự thổ giới cùng sáng thế thần quốc quan hệ vốn rất tốt cho nên chuyện này ngự thổ giới giới chủ chỉ có thể tìm đến bọn họ để cầu viện nhận được tin tức sáng thế thần quốc giới chủ phái ra bàn cổ đồng thời dẫn đầu mấy vị tộc nhân trong hỗn độn cự nhân tộc đi đến ngự thổ giới hy vọng có thể giúp vị giới chủ kia khống chế lại hoàng thổ thiên bi. Thế nhưng nào ai biết được, ngay khi bọn người bàn cổ vừa mới khi xuất phát, đến ngự thổ giới bỗng nhiên xuất hiện vô số đại quân. Đám đại quân này tự hồ là trực tiếp xe rách không gian, đồng dạng giống như châu chấu, liên tục không ngừng xuất hiện tại ngự thổ giới. Mặc dù ngự thổ giới ngay lần đầu tiên liên tổ chức quân đội tiến hành chống cự, thế nhưng thế đơn lực bạc quân đội của ngự thổ giới căn bản không phải đối thủ của đám liên quân kia. Mà điều làm cho giới chủ ngự thổ giới tuyệt vọng nhất chính là hắn cảm giác được có sự nhúng tay của tuần thiên giả. Điều đó mang ý nghĩa hành động lần này là được tuần thiên giả ngầm đồng ý. Không phải vậy, coi như bốn đại thần quốc kia có to gan hơn nữa, bọn họ cũng không dám gióng chống khua chiêng tiến công bản thân ngự thổ giới như vậy. Vạn thần điện, vạn yêu quốc, vạn linh cảnh, lại cộng thêm diệt thế ma quốc, bốn đại thần quốc, hàng trăm triệu đại quân như lực sĩ bẻ cành khô, liền đem lực lượng của ngự thổ giới đánh cho tan tành thành mảnh nhỏ. Thế công quá nhanh, đến mức sáng thế thần quốc cùng với hoàng tuyển thế giới, căn bản cũng không kịp phản ứng chút nào. Mà khi bàn cổ dẫn đầu mấy tên tộc nhân đuổi tới ngự thổ giới thì đại chiến đã kết thúc. Chẳng qua may mắn là đúng lúc gặp được người của ngự thổ giới, đem theo trấn giới thiên bi, hốt hoàng trốn đi. Người này tên gọi là Giáng Trần chính là nhi tử của giới chủ ngự thổ giới. Bạn có nghe được người này đem sự tình sơ lược nói qua một lần sau đó, liền biết câu chuyện phức tạp trong đó vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mình. Nhưng con của cố nhân cũng không thể không cứu, thế là liền dẫn theo người này cùng hoang thổ thiên bi trực tiếp quay trở về sáng thế thần quốc. Mà bốn đại thần quốc liên quân bởi vì bị thảo mai cũng chính là ngự thổ giới thủ hộ giả liều mạng ngăn cản, đồng thời không có kịp đuổi theo từ đó để giáng trần thoát được một mạng. Trở lại sáng thế thần quốc sau đó, cùng tộc trưởng giới chủ nói sáng tỏ tình huống, đám người họ cảm thấy sự tình này rất khó giải quyết, nhưng bởi vì cùng ngự thổ giới giới chủ giao tình quá sâu nặng, thế là liền đem giáng trần cho lưu lại tại hỗn độn cự nhân tộc, mà hoàng thổ thiên bi kia thì bị toàn bộ sáng thế thần quốc giới chủ cùng 108 vị đỉnh cấp cường giả tộc trưởng cho hỗn độn cự nhân tộc Liên thủ để thực hiện phong ấn. Hoàng thổ thiên bi trước đó đã hấp thu một phần năng lượng khổng lồ, mà tới đây 108 vị đỉnh cấp cường giả liên thủ bày ra phong ấn cũng hết sức lợi hại, cho nên xem như tạm thời khống chế được hoàng thổ bi, thôn phệ lực lượng. Chẳng qua những thứ này đem nói ra so cùng với một quả bom hẹn giờ, chẳng có khác chi nhiều, ai cũng không dám giữ ở bên người, vạn nhất có một ngày phong ấn bị phá, sáng thế thần quốc sẽ là một cái ngự thổ giới thứ hai. Mặc dù sáng thế thần quốc của Ngự Thổ giới giao tình rất tốt, thế nhưng ngay tại lúc này cũng không có cách nào vì Ngự Thổ giới báo thù. Câu chuyện liên quan đến việc diệt quốc, bất luận là ai gặp được đều phải vạn phần cảnh giác, đặc biệt là có Tuần Thiên Giả ở sau lưng âm thầm tham dự. Đối với mấy vị giới chủ mà nói, Tuần Thiên Giả chính là một tòa núi lớn đặt ở trên đỉnh đầu của bọn họ, nhưng căn bản là không có cách để chống lại sự tồn tại đó. Mặc dù tuyệt đại đa số thời điểm tuần thiên giả cũng sẽ không hề ra tay nhưng mỗi khi bọn họ xuất hiện trở lại vậy khẳng định là xảy ra chuyện gì trọng đại đủ để uy hiếp đại sự của toàn bộ vũ trụ bởi vậy sáng thế thần quốc giới chủ cùng hỗn độn cự nhân tộc tộc trưởng sau khi thương lượng cảm thấy nên đem khối hoàng thổ thiên bi này giấu đi bởi vì hỗn độn cự nhân tộc có năng lực đặc thù bọn họ hoàn toàn có thể lại một lần nữa mở ra một cái thế giới mới sau đó đem khối hoàng thổ thiên bi này phong tồn ở bên trong phương thế giới ấy. Toàn bộ vũ trụ lớn nhỏ, thời gian ngàn ngàn vạn vạn, coi như lại thêm ra một cái cũng sẽ không ai phát giác, mà lại đi qua phong ấn sau đó, nếu như không phải cấp giới chủ khác, chủ động lấy thần thức dò xét, hẳn là xem ra cũng chỉ như một bia đá bình thường. Nhiều nhất liền là 10 phần cứng rắn, mà lại có chút tác dụng chấn áp mà thôi. Đã quyết định xong, thế là ngày thứ hai, ban cổ liền cầm theo khai thiên phủ, một thân một mình đi sâu vào trong vũ trụ, tìm kiếm một nơi thích hợp để phong ấn chấn giới thiên bi. Chuyện còn lại, lúc trước đã từng nói qua, bàn cổ cuối cùng phát hiện một cái tiểu thế giới vừa mới thành hình. Hiện tại cũng chính là bàn cổ giới. Thế là một búa đem thế giới kia bổ ra, rồi đem chấn giới thiên bi phong ấn tại địa tâm của thế giới đó. Đồng thời còn lưu lại một bộ hóa thân để trợ giúp phương thế giới này mau sớm thành hình. Sau đó, khối chấn giới thiên bi kia lại bị yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất phát hiện, từ đó trở thành binh khí trong tay của Đế Tuấn. Đương nhiên, vùng thế giới nhỏ này thành hình sau đó, hồng hoang cổ giới cũng từng phái người đi tới đó. Không chỉ là vậy, giới chủ của sáng thế thần quốc vốn không yên lòng. Cho nên, cũng phái một vị cường giả phân thân đi vào vùng thế giới nhỏ này, ngày ngày âm thầm thủ hộ bia đá ấy. Chẳng qua bởi vì do hành động quá lớn gây nên sự chú ý của người khác, cho nên phân thân thực lực của người kia so với bản tôn còn chưa tới được một phần ngàn. Lại về sau, thuộc hạ của vạn yêu quốc là một trung cấp thế giới cũng phải một số người đi tới tiểu thế giới mới đàn sinh này để dò xét đồng thời phát triển. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một hành động bình thường mà thôi. Bởi vì bất cứ khi nào có một thế giới mới đàn sinh, bất luận là tiểu thế giới hay là trung cấp thế giới, đều sẽ bị một cấp thế giới cao hơn phái người tiến điến một mặt là tìm kiếm những tài nguyên có thể sử dụng Mặt khác là muốn ở tại thế giới mới đảng sinh kia Phát triển thế lực của mình Lại nói về câu chuyện chính Khi Tô Ngộ không cùng diễm thần lấy thần thức Hóa thành bàn thể Nhìn thấy vị giới chủ của ngự thổ giới kia bỏ mình Sau đó hai người trong lòng đều mười phần chấn kinh Bởi vì hai người đều đã phát hiện Nữ tử đó lại chính là Thảo Mai Mặc dù bây giờ Thảo Mai đã biến thành bộ dáng Của một tiểu hài nữ tầm 8 tuổi Thế nhưng từ dung mạo cũng cảm giác quen thuộc, hai người đều có thể mười phần khẳng định, tuyệt đối sẽ không nhận sai người. Đúng lúc này chỗ thế giới đó bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, sau đó thần lực của bọn họ giống như là bị cái gì rút đi. Trong nháy mắt, liền đã về đến trong hiện thực, cũng chính là trở về gian phòng, tòa tháp trong trí tôn trì. Thần thức trở lại thân thể sau đó, thoáng thích ứng một cái, liền mở hai mắt ra, sau đó nhào nhào nhìn về phía Thảo Mai. Phát hiện lúc này, Thảo Mai đang một mặt tức giận, nhìn lấy hai người bọn hắn. Hai người đều hết sức xấu hổ. Tình huống vừa rồi, hai người cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi bọn họ chỉ là dự định dọa Thảo Mai một cái, nhưng lại không cẩn thận lấy thần thức, xâm lấn ký ức của Thảo Mai. Hơn nữa còn là những ký ức bị nàng ta, một mực, luôn muốn lãng quyền nhất. Vừa rồi ở trong trí nhớ kia, thời gian mặc dù dài răng rạc, thế nhưng là trong hiện thực vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy hơi thở. Khi Thảo Mai ý thức được có sự xâm nhập, liên dụng thần thức áp chế Tô Ngộ Không cùng với Diễm Thần ra ngoài. Thả Mai, chúng ta Được rồi, hai người bọn hắn cũng không phải cố ý, mà lại hiện tại chúng ta cũng đã là đứng trên cùng một con thuyền, có một số việc phải nói ra cũng không sao. Huống chi, ngươi coi như hiện tại không nói, về sau cũng phải nói. Mối thủ của ngươi cũng không thể tự mình đi báo được. Kỳ thực, nếu như dựa theo tính cách cùng ngạo khí của Tê Chiếu khi còn sống, chắc chắn sẽ không thể nào cùng Thả Mai Diễm Thần thậm chí là cả tô ngộ không những người này trở thành bằng hữu bởi vì trước đây hắn gần như đứng tại đỉnh phong của vũ trụ thế nhưng từ khi xảy ra sự kiện ấy tê chiếu có thể nói là tính tình đại biến từ ban đầu là một bậc quân vương cao cao tại thượng uy nghiêm bá khí biến thành một kẻ có thể tùng cô nộ không cười cười nói nói cãi nhau ầm ĩ thậm chí ngẫu nhiên còn trêu cợt tô ngộ không cùng một tên thiếu niên hiện tại càng là có thể xem thảo mai cùng diễm thần như là bằng hữu có thể nói tê chiếu đã triệt để thoát thai hoán cốt có lẽ thật là như vậy một nam nhân chỉ có trải qua một lần đả kích chí mạng sau đó mới có thể chân chính lột xác cùng trưởng thành tựa như hiện tại khi tê chiếu đoán được thân phận của thảo mai liền đã đoán được mục đích của nàng ta chỉ là hắn cũng không hề nói ra mà là rất cố gắng coi thảo mai thành bằng hữu của mình thế nhưng điều này cũng có chút khó khăn đối với tôn ngộ không tê chiếu có thể hoàn toàn yên tâm tất cả mọi chuyện bởi vì tôn ngộ không vốn chẳng biết mưu đồ tính toán gì đối với hắn thế nhưng còn thảo mai là bởi vì có kế hoạch của mình cho nên làm tê chiếu vẫn có một loại cảm giác bị người ta lợi dụng chỉ đến khi đã tiến vào trí tôn trì đồng thời thảo mai xuất ra ba viên hoàng tuyển tạo hóa quả kia tê chiếu mới chính thức công nhận nàng ta coi như là vì muốn mua chuộc lòng người nhưng là dùng hoàng tuyển tạo hóa quả để làm lễ vật cũng đáng để tê chiếu nhận lấy bởi vậy hiện tại Tê Chiếu là lấy thân phận bằng hữu để khuyên Thảo Mai Mà lại Tê Chiếu cũng quyết định Mối thù của Thảo Mai muốn giúp nàng ta báo Mà lại phía sau Cưu hận của mình cũng không nhất định Là không có bóng dáng của bọn chúng Chỉ cần Không phải đại sự gây nguy hiểm cho trật tự của vũ trụ Thì sẽ không kinh động đến tuần thiên giả Mà lại Tê Chiếu rất rõ ràng Chờ mình phục sinh lần này Thực lực cảm thấy có thể tăng lên rất lớn Thậm chí có thể đạt đến cánh cửa của tuần thiên giả Vốn ban đầu định dùng gần 2 tháng còn lại để tấn thăng đến cửu văn trí tôn. Hiện tại bởi vì nhờ được phục dụng hoàng tuyển tạo hóa quả. Vậy mà dùng chưa tới một cành giờ liền đã tấn thăng hoàn tất. Hơn nữa còn hết sức thuận lợi. Tô Ngộ Không cùng Diễm Thần cảm thụ được cửu văn trí tôn lực lượng một mực cảm thán không thôi. Sự chênh lệch giữa cửu văn trí tôn cùng tám văn trí tôn đơn giản là không thể đem so sánh. Chẳng qua điều làm cho Tô Ngộ Không hưng phấn nhất vẫn là cảnh giới cửu văn trí tôn thì sẽ có được năng lực bay lượn. Từ khi đi vào hoàng tuyền thế giới này, Tô Ngộ Không liền rất cục, không được tự do tự tại bay lượn. Cân đầu vân của hắn đều có chút lạnh nhạt. Bây giờ trong cự tháp này, Tô Ngộ Không cũng chỉ là thoáng cách mặt đất cảm thụ một chút hoài niệm. Cảm giác kia mà thôi. Nếu là nghĩ tới viễn cảnh đó, con phải chờ đến khi rời đi khỏi trí tôn trì, đi ra bên ngoài mới có thể. Lập tức bốn người họ lại tự mình tâm đắc cảm ngộ lại một chút. Mà lúc này Thảo Mai cũng đã không còn giấu giếm cái gì Nói thẳng ra mục đích lần này của nàng ta Khi tiến vào Chí Tôn Trì Cũng không phải là vì muốn tấn thẳng Chí Tôn Mà chỉ muốn tìm kiếm hoàng tuyển tạo hóa quả Mà lại Thảo Mai còn nói cho ba người tôn Ngộ không biết Nàng ta lúc trước Bị bốn vị giới chủ kia liên thủ đánh giết Ngay khi nàng ta cho là mình Khẳng định cũng sẽ hình thần câu diệt Bỗng nhiên cảm giác linh hồn tựa hồ Bị thứ gì lôi kéo đi Trong nháy mắt liên đột phá rào cản không gian đi tới hoàng tuyền thế giới này bốn vị giới chủ kia còn cho rằng nàng ta có pháp bảo gì đó giúp linh hồn tẩu thoát lại thêm bọn họ căn bản cũng không hề lưu tâm đến ta thế là ta mới may mắn lưu lại được linh hồn về sau thảo mai mới biết thì ra lúc ấy người cứu nàng ta chính là giới chủ của hoàng tuyền thế giới nguyệt hoàng tuyền mà lại khi đi vào hoàng tuyền thế giới sau đó nguyệt hoàng tuyền sợ rằng linh hồn khí tức của thảo mai sẽ bị người của bốn đại thần quốc kia phát hiện. Thế là liền đem linh hồn của Thảo Mai tịnh hóa. Lần thanh tẩy này chẳng khác nào đem linh hồn tạp chất, tất cả bỏ đi, tiến hành một lần hoàn mỹ thăng hoa. Hoàng tuyển thế giới giới chủ Nguyệt Hoàng tuyển tự mình xuất thủ, hiệu quả kia khẳng định không phải tầm thường, cho nên trực tiếp đem linh hồn của Thảo Mai cho tịnh hóa rời mất một nửa. Hiện tại Thảo Mai sở dĩ chỉ có 8-9 tuổi cũng là bởi vì trải qua tịnh hóa dẫn đến linh hồn chỉnh thể, chất lượng tăng lên, nhưng còn thể tích thì lại nhỏ đi. Chỉ có điều bây giờ, trình độ tinh khiết linh hồn của Thảo Mai tuyệt đối có thể so sánh với trình độ linh hồn của những vị giới chủ kia. Mà đây cũng là giúp Thảo Mai có lòng tin sau khi phục sinh sẽ có thể là mấu chốt để báo thù. Không phải vậy, chỉ bằng vào lực, lực lực lúc đầu, đừng nói là báo thù, đến cả việc tiếp cận những vị giới chủ kia cũng đều không có khả năng. Nguyệt Hoàng Tuyền sau khi đem linh hồn của Thảo Mai tịnh hóa vì muốn để cho Thảo Mai có đầy đủ thế lực cho nên đã ra lệnh để cho nàng ta trở thành thành chủ của Chí Tôn Thành một tòa thành lớn thứ hai trong thập đại nội thành. Chẳng qua bởi vì có liên quan đến thân phận cho nên Thảo Mai cơ hồ không bao giờ lộ mặt. Toàn bộ sự vụ lớn nhỏ đều là có một vị phó thành chủ đứng ra lo liệu. Mà lại bởi vì Nguyệt Hoàng Tuyền cùng sáng thế thần quốc hỗn độn cự nhân tộc có quan hệ rất tốt cho nên không lâu sau đó, Thảo Mai cũng biết nơi mà Giáng Trần đã đến. Chẳng qua là vì thời cơ chưa tới, nên không thể ngay lập tức đi tìm hắn mà thôi. Ở hồi trước, Thảo Mai nhờ Nguyệt Hoàng Tuyền chỉ điểm, đã biết được nơi mà Chí Bảo Hoàng Tuyền tạo hóa quả tồn tại. Hơn nữa, còn ở chỗ Nguyệt Hoàng Tuyền biết được, đệ nhất nhân của cửu đại thần quốc ngày xưa, vậy mà cũng có mặt tại Hoàng Tuyền thế giới này. Cho nên mới liền phát sinh một loạt sự tình sau đó đem những sự việc ấy từ đầu chí cuối đều nói cho ba người tôn ngộ không được biết. trong lòng mỗi người mọi ý nghĩ đều xáo trộn. tôn ngộ không đối với người có tên là giáng trần kia cũng có chút hứng thú, bởi vì trấn giới thiên bi trong tay tôn hầu tử vốn là thuộc về người đó, hiện tại không hiểu vì nguyên cớ gì lại nằm ở trong tay mình. khi tôn ngộ không có chút cảm giác dường như mình vừa đi tước đoạt đồ vật của người khác. chưa kể trong lòng tôn ngộ không cũng có chút lo lắng, hoang thổ thiên bi này đã từng dẫn đến một thần quốc bị hủy diệt. Hiện tại mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng là ngẫu nhiên mấy lần dị dạng cũng đã làm cho Tô Ngộ Không mười phần để ý. Đặc biệt là cảm thụ qua những lúc không thể ngăn cản được năng lực thôn phệ của nó. Kể ra, Tô Ngộ Không thật sự cũng có chút nghĩ mà sợ. Chỉ là cũng không phải là do sợ khối chấn giới thiên bi này, mà là sợ bởi vì bản thân mình khi sử dụng nó mà cuối cùng liên lụy đến những người bên cạnh những kẻ vì hắn mà mất mạng thực sự đã quá nhiều. Tề chiếu thầm nghĩ, thì ra kế hoạch của mình, hiện tại xem ra tiên nguyệt hoàng tuyền kia cũng sớm đã phát hiện được. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Hoàng tuyền thế giới, đơn giản có thể nói là hậu hòa viên của nguyệt hoàng tuyền. Khẳng định bản thân mình năm đó vừa đến đây, liền đã bị hắn phát hiện. Chỉ là hắn lo lắng, nếu quan tâm đến việc này quá nhiều, sẽ dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Cho nên, mới làm như không hề hay biết gì. Xem ra sau này có cơ hội Thật đúng là cần phải đi cảm tạ hắn một phen Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Vĩnh viễn tốt hơn nhiều so với việc theo hoa trên gấm Lại càng dễ để cho người ta cảm động Đặc biệt là năm đó bản thân mình Bị bằng hữu xa lánh Kém một chút Liền rơi vào con đường vạn kiếp bất phục Nguyệt Hoàng tuyển hắn Còn có thể yên lặng đảm bảo cho bản thân mình một mạng Nếu như năm đó Khi hắn phát hiện ra mình Liền đem giam giữ giao cho bọn chúng Vậy mình hại chàng thiết tưởng không chịu nổi mà lại mối thù của Thảo Mai, bản thân cũng là nhất định phải giúp nàng ta. Khỏi cần phải nói, chỉ với viên hoàng tuyển tạo hóa quả kia đã khiến Tề Chiếu không thể khoanh tay đứng nhìn. Còn lại Diễm Thần, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dù sao bản thân cũng là lẻ loi một mình, toàn tộc bị diệt chỉ còn lại hắn, có đồng bạn dù sao cũng mạnh hơn so với một người. Mà lại người ta đối với mình cũng rất tốt, ngay cả thần vật trần quý như vậy đều nguyện ý phân cho. Không phải vậy, chỉ dựa vào bản thân, chỉ sợ đời này đều khó có khả năng đạt được một thứ đồ chân quý như thế. Cho nên, nếu phải một mình dãy ruộng trên con đường phục sinh, không bằng cứ kết bạn mà đi. Mặc dù mỗi người đều có ý nghĩ của riêng mình, nhưng mục đích của bốn người họ lại chung một con đường. Cho nên khi tê chiếu, một mặt nghiêm nghị giơ tay của mình ra, ba người khác không hề do dự cũng đưa tay lên, bốn cánh tay cùng nắm chặt một chỗ. Vì báo thù, đây là lời nói của Thảo Mai. Vì tôn nghiêm, đây là lời nói của Tê Chiếu vì nói giống đây là lời nói của diễm thần chỉ là khi diễm thần vừa nói xong ba người tôn ngộ không tất cả đều mang sắc mặt quái dị nhìn lấy hắn diễm thần mười phần nhăn nhó cười hắc hắc bổ sung thêm toàn tộc của ta cũng chỉ còn lại một mình ta cho nên bản thân không thể để cho tộc của mình cứ thế bị diệt bởi vậy nhiệm vụ của ta sau khi phục sinh chính là phải tìm tới chu tước hoặc hỏa phượng sau đó hắc 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 lời này vừa nói xong ba người không khỏi ngơ ngác Mục tiêu của tên này quả thật là Chẳng qua mỗi người đều có số mệnh của bản thân, sứ mạng mà Diễm Thần phải gánh vác, so cùng người khác cũng không ít. Diễm Thần nói xong, ba người còn lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Ngộ Không. Hầu Tử đột nhiên đứng sờ, sau đó lẩm bẩm nói: "Ta, ta vì sư phụ, vì ngốc tử, vì lão xa vì Phạm Hình, còn có cả đám Hầu Tôn ở Hoa Quả Sơn, Ngưu Đại Ca." Không đợi hắn nói xong, Tề Chiếu diễm thần cùng Thảo Mai, ba người trực tiếp ngã xuống đất. À đúng rồi, còn có Lục Nhĩ Mì Hầu. Khoan đã, nói đến Lục Nhĩ, ta có điều muốn hỏi. Tê Chiếu lúc trước ngươi nói, ngươi là tại Tiểu Hoàng Tuyền, một đường đánh tới Hoàng Tuyền thế giới này, như thế là sao? Nằm dưới đất, Tê Chiếu nghe được Tô Ngộ Không hỏi thăm, thế là liền ngồi dậy nói. Đúng vậy, lúc trước khi ta chết đi, linh hồn đã thụ trọng thương, mà lại bởi vì sự kiện đó, đối với ta đã kích rất lớn dẫn đến cảnh giới tâm linh của ta bị bức phải lui chuyển. Trực tiếp lùi về đến cảnh giới hợp đạo. Cái gì thật sự là làm cho người ta tức chết. Thực lực của người lui chuyển sau đó vẫn là hợp đạo. Mà thời điểm khi ta chết chẳng qua mới là nửa bước đại đạo. Được rồi là như thế này. Lúc trước khi ta còn ở tại bàn cổ giới. Có một người huynh đệ là Lục Nhĩ Mi Hầu. Đáng tiếc hắn lại vòng mạng trước ta. Dựa theo thực lực ngay lúc đó của hắn sau khi chết. hẳn là sẽ tới tiểu hoàng tuyền ta muốn hỏi xem hắn có khả năng lại tới đây hay không, hoặc là nói ta có thể đến tiểu hoàng tuyền để tìm tới hắn được chăng. Nghe Tô Ngộ Không nói xong, Tê Chiếu trầm ngâm một chút nói, theo đạo lý đương nhiên là có thể, nhưng điều kiện tiền quyết là người huynh đệ kia của ngươi phải có thực lực rất cường đại, không phải vậy mới vừa xuất hiện liền sẽ bị người khác thôn phệ. Coi như lúc trước hắn có may mắn sống tiếp được, vậy thì hắn chẳng những phải ở tiểu hoàng tuyền một đường chém giết, càng phải đợi 10 năm một lần tại tiểu hoàng tuyền trong chiến đấu đạt được thành tích một trong 10 người đứng đầu chỉ có 10 đại cường giả đứng đầu tiểu hoàng tuyền mới có được tư cách thông qua hoàng tuyền trì môn để đi đến đây nói xong tê chiếu tự hồ là hồi tưởng lại cái gì trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng hoài niệm sau đó nói lúc trước thực lực của ta đã là hợp đạo trung kỳ về sau trải qua quá trình không ngừng thôn phệ đạt đến hợp đạo đỉnh phong thế nhưng dù là như thế ta vẫn phải kinh lịch qua nhiều tình huống cửu tử nhất sinh mới trở thành kẻ đứng thứ ba tại tiểu hoàng tuyền người ngẫm lại xem ngay cả ta đều mới đứng ở vị trí thứ ba thì cuộc chiến ở tiểu hoàng tuyền kia khủng bố đến mức nào mà lại bằng vào thực lực của ngươi bây giờ mặc dù có thể quét ngang cả tiểu hoàng tuyền thế nhưng ngươi lại không có cách nào để đến nơi đó trừ phi được nguyệt hoàng tuyền cho phép để hắn tự mình đưa ngươi đi nghe được tề chiếu nói mấy lời này tôi ngộ không trong lòng trầm xuống chẳng qua sau đó chính là tin tưởng vững chắc. Lục Nhĩ Mi hầu tuyệt đối không phải là cá trong ao. Tô Ngộ không tin tưởng hắn nhất định có thể lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó cùng nhau xông ra khỏi hoàng tuyển thế giới này. Thảo Mai chính là thụ hộ giả của ngự thổ giới, hiện tại đã là thành chủ của Chí Tôn Thành. Còn Tê Chiếu theo lời nói của Thảo Mai chính là đệ nhất nhân của cứu đại thần quốc năm xưa. Sự có mặt của hắn tại hoàng tuyển thế giới đã được giới chủ nơi đây phát hiện từ lâu nhưng vẫn coi như không biết để chừa cho Tê Chiếu một con đường sống. Hành trình của bốn người họ có tiếp tục thuận lợi hay không? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 128. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Sì view xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện hắc ám Tây Du hồi thứ 127, Cố sự ngự thổ giới, được phát trực tiếp từ kênh giải trí tổng hợp các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị xin chào và hẹn gặp lại